Vui được gặp lại quý anh chị, quý hàng, các anh chị đầu tư đang xem trên kênh YouTube Nhà đất Hồng Sơn, chuyên bán nhà Bình Dương cũng như khu vực Thủ Đức, thành phố lân cận như thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai và các khu vực xung quanh như thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương. Buổi sáng hôm nay mình đang có mặt tại phường Tân Đông Hiệp thuộc thành phố Di An, tỉnh Bình Dương để review cho quý vị một căn nhà một trệt hai lầu có vị trí rất là đẹp. Căn nhà này có diện tích là chiều ngang 4,5 m, chiều dài 20 m, tổng diện tích là 90 m². Nhà sổ hồng riêng, thổ cư 100%, có vị trí rất là đẹp. Nhà một trệt hai lầu, đúc 3 tấm kiên cố. Công năng sử dụng gồm sân đậu xe hơi, phòng khách, phòng bếp rộng, có 3 phòng ngủ, 4 phòng vệ sinh, phòng giặt, phòng thờ và có phòng sinh hoạt chung. Nhà này có hướng đông bắc, có con đường phía trước rộng 8 m, về hè mỗi bên là 3 m. Đường nhựa sạch sẽ, cơ sở hạ tầng ở đây rất là ok, gần với các khu vực chợ, trường học, công viên. Đây là con đường phía trước quý vị này. Đường rất là sạch sẽ quý vị nha. Vị trí căn nhà mình cách với ngã tư 550, Vimcom 550 tầm khoảng 3 km, cách ngã tư Chiêu Lưu khoảng 2 km, gần với khu vực chợ Tân Long, nằm trên trục đường Nguyễn Thị Minh Khai và đường DT743, nối liền các khu vực đi từ thành phố Di An đi thành phố Thuận An. Quý vị nhìn thấy dân cư xung quanh rất là an ninh, lịch sự quý vị nhé. Đường sạch sẽ. Và đây là mặt tiền căn nhà mình giới thiệu cho quý vị này. Căn nhà màu xanh đi nhé. Nhà một trệt hai lầu, chiều ngang 4,5 m, chiều dài 20 m, tổng là 90 m². Quý vị đang có nhu cầu mua ở, mua đầu tư tại khu vực tỉnh Bình Dương, hãy theo dõi hết video của Nhà đất Hồng Sơn. Nếu thấy căn nhà này đẹp, hợp lý thì có thể alo cho Nhà đất Hồng Sơn. Hẹn gặp mình ở khu vực như cây xăng Tân Long, chợ Tân Long hoặc Vimcom 50, ngã tư 550. Hãy alo cho mình, mình sẽ dẫn quý vị đi xem trực tiếp căn nhà này. Đây là sân đậu xe hơi quý vị nhé. Chiều ngang 4,5 m, chiều dài chủ nhà để rộng tầm khoảng 5 m, rất là rộng dài. Khu vực trong đây mình có thêm một lớp cửa thứ hai. Ở đây mình có một lớp cửa hai bằng kính cường lực kết hợp với nhôm sinfa quý vị nhé, rất là đẹp. Phía trong là phòng khách rất là rộng dài. Phòng khách được chủ nhà trang trí rất là đẹp quý vị nhé. Vách hai bên được chủ nhà ốp cao tầm khoảng 1 m và hai bên được chủ nhà trang trí những khung tranh rất là đẹp. Bây giờ mình cùng di chuyển vào trong khu vực phòng bếp nấu ăn để tham quan căn nhà. Quý vị nào đang xem, nếu chưa ấn đăng ký kênh, hãy vui lòng ấn đăng ký kênh để nhận được những thông báo, những video mới nhất mà Nhà đất Hồng Sơn review lên hàng ngày cho quý vị xem. Khu vực phòng bếp rất là rộng. Ở đây quý vị có thể kê bàn ăn 6 ghế đến 8 ghế thoải mái. Khu vực bên đây mình để tủ lạnh hai cánh rộng rãi ở khu vực này. Phía trên là trần chỉ thạch cao và hệ thống quạt trần thoáng mát ở trên khu vực phòng bếp nhà mình. Và phía cuối là khu vực giếng trời cũng như phòng vệ sinh ở tầng trệt nhà mình quý vị nhé. Đây là khu vực giếng trời của căn nhà. Và đây là phòng vệ sinh của tầng trệt này. Phòng vệ sinh được chủ nhà ốp gạch lên tới trên luôn quý vị nhé. Rất là sạch sẽ. Nội thất đầy đủ như bồn cầu, chậu rửa, vòi tắm. Rất là xịn sò. Quý vị nhìn lại không gian tầng trệt một lần nữa. Mình sẽ lên trên tham quan chi tiết các phòng ngủ, phòng giặt cũng như phòng sinh hoạt chung ở trên.
Cầu thang thì được chủ nhà làm trụ gỗ tây vịn gỗ căm xe quý vị nhé, kết hợp với kiến cường lực cũng như là đá hoa cương kim sa. Mình xin được nhắc lại là căn nhà này có diện tích là chiều ngang 4,5 m, chiều dài 20 m, tổng diện tích là 90 m². Nhà được chủ nhà thiết kế một trệt hai lầu, có con đường phía trước rộng 8 m, với hè mỗi bên là 3 m. Ở đây là phòng ngủ đầu tiên của căn nhà. Phòng ngủ này có phòng vệ sinh riêng ở trong phòng luôn quý vị nhé, và có giếng trời ở phía sau và phía trước là phòng vệ sinh riêng ở trong phòng. Khu vực bên đây là phòng sinh hoạt chung. Quý vị có thể kê bàn ghế, bàn học tập, bàn làm việc ở khu vực phòng sinh hoạt chung này, rất là tiện quý vị nhé. Như hiện tại chủ nhà để bàn học ở khu vực này. Và bên đây là phòng vệ sinh thứ ba của căn nhà. Phòng vệ sinh này có vách ngăn bằng kính cường lực giữa phòng vệ sinh cũng như phòng tắm luôn quý vị nhé. Và đây là phòng ngủ thứ hai của căn nhà. Phòng ngủ này có ban công phía trước rất là rộng rãi và thoáng mát. Bây giờ mình cùng di chuyển lên khu vực tầng trên. Quý vị nhớ xem hết video luôn nhé. Giá căn nhà này đang được chính chủ gửi bên nhà đất Hồng Sơn chào bán với mức giá là 4 tỷ 400 triệu đồng. Còn thương lượng trực tiếp với anh chị chủ nhà. Quý vị có nhu cầu đi xem căn nhà này, hãy liên hệ với nhà đất Hồng Sơn theo số điện thoại trên màn hình, số 0973 114 255. Hẹn gặp mình ở khu vực ngã tư 550 hoặc cây xăng Đông Tân. Mình sẽ dẫn quý vị đi xem nhé. Trên cùng đây là khu vực sân phơi phía sau, rộng rãi quý vị nhé. Ở đây là sân phơi phía sau này. Và đây là phòng vệ sinh thứ tư của căn nhà. Phòng vệ sinh thứ tư cũng rất rộng rãi quý vị nhé. Nhà 90 m², một trệt hai lầu, có khu vực đắc địa thông từ đường Lê Hồng Phong sang khu vực đường DT743 gần với các cụm chợ như chợ Thông Dụng. Và đây là phòng ngủ thứ ba của căn nhà này. Và phía trước là khu vực phòng thờ rộng rãi của căn nhà này. Ở đây mình có phòng thờ rộng rãi nhá, và có ban công phía trước. Mình xin được nhắc lại là nhà này có diện tích là ngang 4,5 m, chiều dài 20 m, tổng là 90 m², có hướng bắc ghé đông bắc một xíu, và giá đang được chính chủ gửi bên nhà đất Hồng Sơn chào bán với mức giá là 4 tỷ 400 triệu đồng, còn được thương lượng trực tiếp với chủ nhà. Quý vị có nhu cầu đi xem, hãy liên hệ với nhà đất Hồng Sơn theo số điện thoại trên màn hình. Mình sẽ dẫn quý vị đi xem trực tiếp căn nhà này và thương lượng giá cũng như xem giấy tờ trực tiếp anh chị chủ nhà nhé. Cảm ơn quý vị đã theo dõi video. Mình xin được kết thúc video tại đây.